Hello anh em, hôm nay tôi lại giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mà tôi lại vừa được tặng anh em ạ. Đấy, anh em biết là tôi có rất là nhiều đồ để mang đi theo người hàng ngày. Đây là cái ba lô cũ OnePlus, tôi đã cho nó đi theo cái con OnePlus cũ của tôi rồi. Bây giờ tôi chuyển sang một con ba lô mới được Asus tặng, AOG. Con này tên là cái gì? Đây, tôi còn cái map nó đây. Đây, tôi phải giữ cái mác lại để review cho anh em, lại không nhớ tên. AOG Ranger BP2710 Gaming Backpack. Ui xồi, sở dĩ là tôi xin cái con này là bởi vì là nó để được laptop 17 inch, mà laptop tôi 16 inch rồi, cho nên là tôi phải xin con này. Thì hôm nay tôi sẽ mở hộp cho anh em, mở cặp cho anh em xem một cái ba lô như thế này tôi chứa những cái gì ở trong. Đấy, anh biết là một ngày tôi đi đi làm nó vất vả như thế nào. Đấy, anh em game thủ hoàn toàn có thể chứa đủ mọi thứ trong này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái mặt gọi là moi toàn bộ đồ này ra để ra bàn. Bắt đầu nhá. Đầu tiên, cái tính năng cơ bản nhất đấy là tính năng ngăn để laptop. Thì nó vẫn giống con OnePlus cũ của tôi là nó có cái ngăn dọc ở đây. Nhưng mà nó lại hay hơn một chỗ, đấy là cái ngăn dọc này nó lại thông với cái ngăn chung ở bên trong này. Nó chỉ là cái cửa quick access bổ sung thêm thôi, còn ngăn của nó vẫn ở trong này. Đây như này đó, để nó lấy được laptop ra mà không cần phải mở ngăn chính, gọi là quick access ấy. Thì đây nhá, cái laptop đây. Tay cầm 599k đây. Xem nào, sạc. Đây là củ sạc 140W của Lenovo. Đấy, bởi vì là củ sạc 140W của MacBook nó đắt quá nên tôi phải dùng củ Lenovo. Dây sạc MagSafe. Đấy. Pad chuột phòng khi cần. Ai rẻ giá 5 lít. Đấy. Đây là gọi là trang thiết bị phụ. Cái này là một cái củ sạc 100W gồm có 3 cổng C và 1 cổng A. Cái này tôi sẽ dùng để cắm mỏ hàn này, cắm sạc này, cắm sạc điện thoại mà sạc điện thoại nhá, qua những cái cổng này. Đấy, một cái củ sạc này đây đây. Dây Type-C của TTG Shop tôi khó được. Dài 1,5 m hay 2 m nhỉ? Chắc 2 m. Công suất sạc là 100W nên là tôi sẽ dùng dây này để tôi chạy cái mỏ hàn của tôi. Tôi có đủ bộ cho hết nhá, yên tâm. Đây là một cái túi phụ để mỏ hàn. Tí nữa tôi mở ra xem. Các C Lightning và CC. Bộ hấp chuyển C sang một số cái cổng linh tinh. Phụ tổng giá mấy trăm nghìn. Thiết hàn và nhựa thông. Thì đây. Bộ cúp nó vít Xiaomi. Đã dùng qua 5 tháng nó chỉnh ngay rồi. Nhưng mà vẫn chưa quét, vẫn được. Đồng hồ đo điện. Đây cái này. Chuột quá sốt luôn nhá. Nhưng mà không phải áo gì. Ui, trời ơi, nặng lắm tí nữa quay lại nghe xem. Bộ cúp nó vít cỡ to dùng để sửa chữa cái to. Cúp của Xiaomi. Nằm bên. Bên này có để cái kính chống bụi. Bên này thì tôi để cái thì tôi có để cái viên pin MagSafe ở đây nhưng mà tôi quên cắm sạc và tôi không rút đi rồi. Đây trên này nó còn cái ngăn quick access, trên này nó chứa những cái đồ nhỏ linh tinh, thẻ xe này, còn này là con battery pin, mấy cái cổng chuyển linh tinh, một con chuột nhiều lỗ, mấy cái cổng chuyển C sang A sang C. Rồi hết rồi, bây giờ là nó còn cái ba lô không rồi, chúng ta sẽ đi vào từng ngăn của cái hàng này để xem nó có những cái gì mà sao tôi chứa được. Bắt đầu sẽ mở thêm này ra nhá. Đấy, trong này còn nhiều lắm. Đây, ở đây chúng ta có một cái dây USB 3.2. Này 3.2 có thể sạc được 240W và truyền được hình ảnh. Đó. Đây là một số cái dây phụ kiện của con mic Rode. Đây là cái ổ NVMe để cắm vào laptop có dữ liệu, bên trong thì cắm sẵn cái ổ nano thông. Đây là thiết hàn và nhựa thông phiên bản mini. Trước thì tôi hay ngắt một bộ rất là khi cần sửa bên ngoài, nhưng mà sau thì cầm cả. Đây là cái đo công suất sạc của tinh tôi khó được một thằng. Cái dây này. Cái dây này là của cái màn hình portable, cái màn hình bé thôi, nhưng mà đáng nhẽ không nên mang đây thì không mang được màn hình. Đây là cái bộ dây mở rộng dùng cho cái đồng hồ đo điện kia. Cái cá sấu dành cho đồng hồ đo điện. Còn đây là cái mà tôi hay sử dụng nhất. Cái bộ mỏ hàn siêu mini cắm cổng Type-C. Con này công suất là 65W hay là 60 ấy nhỉ? 65W của hãng Fenici. Con này thì tôi đặt mua nhưng mà đúng của nó có một cái nắp ở đây nữa. Đấy, nhưng mà bị mấy thanh niên bán thó mất, không có nắp. Đây là hai cái đầu hàn. Đó, hai cái đầu hàn. Cái mỏ hàn này tôi thích một cái là công suất 65W mà nó rất là gọn, rất là nhỏ. Nó chỉ như này thôi. Đấy. Xong tôi dùng cái dây này. Cắm đây. Đấy. Mà cái cổng 65W PD này thì gần như là tất cả những cái sạc ở đây đều có thể dùng được.
rất đơn giản, nhẹ, gọn, cực kỳ tiện. Đó, cái này thật ra. Còn đây, đây là cái máy mài cầm tay. Đấy, dùng để khoan những cái gì bằng nhựa hoặc là mài cái gì bóng bóng, mài nhỏ nhỏ thôi, đồ đồ nhỏ thì nó yếu mà. Đây, ví dụ như đây là một cái đĩa mài kim cương, ta chỉ cần cắm nó vào đây. Ở trong nó có cái cao su nó giữ lại. Đấy, đây là đầu mài. Những cái mạch điện mà bị hỏng hoặc là những cái đầu vít nó bị tòe ấy, thì tôi sẽ dùng cái này tôi cắt một cái rãnh để tôi mở. Đấy, đồ nghề sửa chữa thôi. Cổng chuyển này thì đây. USB để cái pin dạng. Một số cái mạch chuyển linh tinh. Mạch này mạch chiếc GPD thôi, cái này tôi cũng chẳng giới thiệu với anh em gì. Hết rồi đấy. Đấy. Giới thiệu với anh em toàn bộ những cái thứ trên bàn này được tôi nhét vào trong cái ba lô như thế này. Và tại sao tôi nhét được thì anh em lại đây. Giới thiệu với anh em tất cả những cái ngăn. Ui, chưa hết anh em ạ. Quên. Đó, cái ngăn bí mật ở đây. Ở trong này tôi có một con Pixel 4 nữa. Chết. Quên. Đấy. Đấy. Như vậy là anh em nhìn này, con này nó có rất là nhiều ngăn cho nên là tôi để được rất nhiều thứ linh tinh. Căn bản là tôi cần một cái ba lô nó thật nhiều ngăn, bởi vì là những cái thứ linh tinh này nếu mà chúng ta chỉ có ba lô to thôi thì là không đủ. Bởi vì ba lô to thì tôi sẽ vứt hết, nó sẽ rơi chồng chất lên nhau và lúc lấy nó rất là phiền phức. Thì con này nó có đặc điểm là số ngăn của nó thì nhiều vô kể, thậm chí tôi chả để hết. Đây anh em nhìn này, đầu tiên là cái ngăn này, một cái ngăn quick access để những cái đồ cần an toàn. Nó vẫn có cái chống sốc của cái đệm lưng ở đây. Và mặt bên trong thì là cái chống sốc của laptop luôn. Đó, cho nên là chúng ta có thể để được điện thoại vào trong này hoặc là ví tiền tùy. Nhưng mà tất nhiên là để ít thôi, không là cộm lưng sẽ hơi khó chịu. Một ngăn. Ngăn bên này là ngăn quick access vào trong cái ngăn laptop to ở trong. Đấy. Đấy, bên trong có lớp mút cực kỳ dày, cực kỳ hoành tráng luôn. Chống sốc, chống xước. Xong, đấy là ngăn bên ngoài. À đây, ở đây là hai cái ngăn hai bên. Hai ngăn hai bên là bình thường nó sẽ làm bằng vải, nhưng ở đây nó dạng như là một cái dạng lưới chun như thế này. Và ở đây nó còn có một cái nam châm này. Đấy, thấy chưa? Anh em này, ở đây có một cục nam châm để luôn luôn khóa cái này vào. Cái này nó mỏng dính thôi cho nên là tôi để cái cục MagSafe ở đây này. Cái cục pin MagSafe ấy, xong tôi để điện thoại tôi dí vào đây là nó sạc. Đấy, hay lắm, tiện. Hai bên đều có nhá. Hết. Bên trong, vào đây, anh em nhìn này. Bên trong thì cái ngăn laptop nó chia làm hai như thế này. Để chỗ này để laptop rồi. Đấy, ở đây nó có một cái ngăn đông hơn. Chúng ta để cục sạc hoặc cái gì đó to như là bát chuột. Đấy, chúng ta sẽ để vào đây và dán nó lại như thế này. Ở ngay bên mặt ngoài thì nó sẽ có ba cái ngăn như thế này. 1, 2, 3, chúng ta sẽ để chuột, dây sạc hay là cái gì đó. Xuống bên dưới thì nó lại có một cái ngăn kéo khóa ở đây. Lúc đầu tôi còn tí không biết ở đây nó có ngăn cơ. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, ở đây nó có một cái ngăn ở đây. Có thể mở ra để được tương đối nhiều ở đây. Một ngăn nữa khóa lại. Xong. Hai cái chỗ để hai bên này nó lại cũng có một cái ngăn để chúng ta cắm những cái đồ gì dài. Dài này ví dụ ô hay là chai nước hay là cái gì đấy mà không muốn để ngoài thì chúng ta để vào trong. Thì ví dụ như ở đây là tôi để mấy cái hộp thuốc nó vít như thế này. Đấy, cắm vào. Thế thôi, thì nó sẽ không bị đổ ra, không bị rơi vào cái chỗ giữa như thế này. Có hai bên luôn, có thể để hộp kẹo cao su hay là cái gì đó dễ lấy, chúng ta định vị được. Ở phía bên này, anh em nhìn phía bên này thì ở đây có một cái túi lưới. Đấy, để được nhiều thứ, có thể là những cái đồ mà cần lấy nhanh, ví dụ như là ba con sói. Bên dưới nó cũng có một cái túi lưới không có khóa, túi dạng chun. Đấy, cũng lại để được những cái thứ mà chúng ta muốn lấy nhanh. Đấy là hai ngăn, ba ngăn. Hết rồi đấy, bên trong thế là hết rồi đấy, chắc là hết rồi. Nhiều ngăn đâu, anh em nhìn là đếm nhá. 1, 2, 3, cái này là 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái ngăn con. Ở giữa này thì tôi sẽ nhét cái túi này. Bên trong nó có một lô ngăn nữa, tôi sẽ để vào nó như thế này. Đó, thế là hết. Chật cứng luôn. Đấy, còn chưa kể là phía trên này nó có một cái ngăn. Ngăn này để những cái đồ nhỏ, ví dụ như chìa khóa xe, ví dụ như là thẻ xe hay gì đó mà chúng ta cần, ví dụ để trên xe máy chúng ta kéo vắt lấy nhanh xong rồi khóa lại. Đấy, cực kỳ tiện. Đó.
Ủa rồi, nói chung là con ba lô này gần như là sinh ra là mẹ dành cho tôi anh em ạ. Anh em nhìn thấy vậy, những cái đống đồ này nó nhét vừa trong cái ba lô như thế này, anh em thấy là nó vãi đái thế nào. Bây giờ tôi sẽ quay một cái cảnh là tôi nhét tất cả cái đống này lại vào đây để túi nhanh để cho anh em xem nhé. Bắt đầu. Hệ thống này của tôi nó rơi vào khoảng độ 7 cân nhá. Hệ thống khoảng 7 cân. Anh em nhìn cái chỗ này nó có một cái giúp giảm cái lực chịu vào vai. Đó là cái gài giữ này, nó không phải chỉ để giữ đâu. Khi chúng ta gài vào như thế này, nó sẽ làm cho hai cái vai này nó lỏng ra. Đấy, là nó giảm cái sức chịu lực vào vai, thay vào đó là nó sẽ ép vào ngực này nhiều hơn. À, cái này thì nó có thể kéo lên kéo xuống, phải phù hợp với anh em cao thấp béo gầy. Ở đây nó còn có cái chun đấy, để nó luôn luôn là nó co vào. Ok chưa anh em? Đấy, đi thôi.